Xem kênh của mình, cho mình xin một like, một subscribe và bấm cái chuông để nghe thông báo nha. Thì đố mọi người là mình đang ở đâu? Đấy, mình đang ở ngoài sảnh của khách sạn. Và mọi người nhìn qua bên kia đi. Ồ, mọi người nhìn thấy cầu rồng không? Còn bên kia là cái cầu gì ấy? Nói chung là hiện tại thì mình đang ở Đà Nẵng. Và mình đang đi sự kiện. Mình đến Đà Nẵng từ hôm qua. Nhưng mà tại vì hôm qua tới giờ mình bị đi tới Đà Nẵng đó, xong rồi mình bị xe xe này, xe tội. Nói chung là qua giờ là mình đắm đuối luôn. Bây giờ mình mới bắt đầu ổn được. Và mình bắt đầu quay clip cho mọi người. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào phòng Đức và ngủ Đức đi ăn, với lại ngủ Đức đi gội đầu. Tại vì đầu qua nay á, dơ quá rồi, mọi người nhìn đi. Mình ra đây mình có làm kịp làm gì đâu. Mình mệt, mình nằm vùi dập từ hôm qua nay. Giọng mình còn bị khan tiếng, mọi người nghe giọng mình bị khan tiếng không? Bây giờ thì mình sẽ vào ngủ Đức đây. Ok mọi người, thì bây giờ đi ăn mì Quảng. Nãy giờ mình quên rồi, mất tiêu luôn. Thì Đức đây rồi mọi người. Tức là ngon. Đức không ăn được tết, với lại không ăn cái lặt vặt trong này, cho nên là chỉ có mình ăn thôi. Mình ăn được hết cả luôn, nhưng mà mình không ăn được rau mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ ăn rồi mình sẽ đi qua bên sự kiện nha mọi người. Sao nè? Ăn không ăn rồi. Cho đấy. Đúng là những cái con người đang yêu còn khác. Không ăn nữa. Mình nghĩ là nhiều đồ ăn nên là mình cho. Thì sau lưng mình là ngày mai là có giải chung kết. Mình vừa vào trong đấy xong, nhưng mà kiểu hồi nãy điện thoại mình hết pin cho nên mình không quay được. Mình vừa nhờ mấy anh chị trong đó sạc giùm, mà sạc xong mình lại đi về. Tao lại mày. Thiệt tình luôn ấy. Ê bạn ơi, cậu 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 gì đây? Chơi đi. Đi Đà Nẵng cậu không dắt tôi đi chơi, cậu là người ngoài này, cậu phải dắt tôi đi chơi chứ. Cậu điên à? Chơi đi. Cậu dắt tôi đi chơi. Tôi mệt nha cậu. Mà... hả? Không phải thí dụ đi chơi cái điện. Ô. Bắt buộc phải là người yêu. Nhưng mà không có tình cảm thì đi. Ô, đi. Ô, chơi đi. Là... đi chơi. Đi. Ơ cậu làm sao nhỉ? Người ta người yêu mới. Người ta người yêu mới. Cái mà. Ai cho? Ơ. Ai cho? Bỏ ra. Không. Bỏ ra bạn ơi. Không. Bỏ ra. Không. Bây giờ cậu đi chơi. Cậu áp bức người ta nhở. Đức bạn muốn người yêu mới. Phải người yêu đâu mà thương. Nhưng mà cậu không có yêu rồi. Do là Đức chồng mình khóc cho nên bây giờ Đức phải dắt mình đi hội chợ để mua đồ ăn cho mình ăn. Nhìn mặt không có cảm xúc luôn kìa. The next day. Ok mọi người, thì hôm qua Đức bảo là Đức trêu mình, cho nên là hôm nay Đức dẫn mình đi ăn khô bồ. Ăn gì vậy?
Ai gì vậy? Ai gì vậy? Alo. Cua. Ôi. Rap King. Đâu? Rap King. Ui, ăn con này á. Ui, to chưa? Ui. Nó cắn không? Ai mà biết được. Nó là ai mà người ạ? Con này là con cá bơm. Mình sẽ ăn con này. Ăn con này không? Ui. Ăn tôm hùm sướng. Vì hôm qua Đức trêu mình sốt cho nên là Đức cũng mua rồi. Ok mọi người, thì đồ ăn rất là ngon, nhưng mà tại vì ở chỗ này hơi ồn cho nên mình phải về thu lại clip. Mọi người nhìn đi, tới bây giờ mình vẫn còn nhìn mà hèm luôn ấy. Đây, mọi người nhìn gần đi, kìa đấy, gạch tôm, thịt tôm. Mà cái này là của anh Đức với lại Đức, còn của mình là chưa ra, một tí nữa sẽ ra và ăn sau. Còn con cua nữa. Cua hoành tráng chưa, nhìn nó lộng lẫy chưa, nhìn to cực luôn. Đây con này gần 2kg mấy, gần 3kg, mọi người nhìn vậy thôi chứ thực sự nó rất là to. Bây giờ đem ra chụp hình các kiểu xong rồi sẽ đem vào và cho mấy anh kia lột ra rồi mới ăn nha. Mọi người nhìn đi, thèm lắm luôn, cực kỳ ngon luôn. Cuối cùng thì cái món tôm của mình cũng ra rồi, tôm nướng phô mai. Nhìn đi mọi, đấy mấy anh mấy chị cắt cho xong xuôi hết rồi. Bây giờ mình sẽ ăn con này và mình sẽ ăn con kia nữa. Đức đang ăn mọi người ạ. Đấy, đang ăn nhiệt tình chưa? Đúng nhiệt tình luôn nha. Còn bây giờ thì mọi người xem mình ăn nghe, nhìn vậy thôi. Mình nói chuyện chắc mọi người không biết đâu. Mình đang nhờ Đức quay giùm và chắc là ngon nè, nó rất là béo nè. Nhìn cái mặt dạo này hơi bị béo nút nít này nha, kiểu dạo này hơi bị nhõng nhẽo rồi nha, kiểu đực cưng cho nên là hơi nhõng nhẽo luôn. Hôm qua mình khóc sưng hít cả mắt mọi người ạ. Ai kêu là bảo có người yêu làm chi, khúc này về bình luận lại mà trời ơi, nước vải nó chảy, nhìn nó hèm dã man luôn. Trời ạ, giả vờ thôi, giả vờ đút đút cho ăn chứ thực ra là dễ gì cho. Rồi ngon lắm nhưng mà nó cũng hơi béo cho nên là phải ăn kèm với những cái món như là dưa leo với rau đồ này kia ấy. Mọi người nhìn nha, rất là ngon luôn, xem nha. Ok, ăn xong rồi, bây giờ bọn mình sẽ đi ra cùng ngồi triển lãm là ngày chỗ đó là gì nhỉ? Triển lãm Đà Nẵng. À, mình sẽ đi ra sự kiện thì mọi người muốn xem tiếp thì mọi